Bảo Ngọc đây. Hiện tại là Ngọc đang ở bên kho của Ngọc, có rất là nhiều màu xe khá là đẹp mắt, cho nên hôm nay Ngọc quyết định review một số màu cho cả nhà mình cùng xem. Như là em này đi, em này là size chia màu tím ha. Giấy tờ em này sẽ ra tím đen. Các bạn yên tâm là khi Ngọc sơn á thì giấy tờ sẽ ra giống như màu luôn, cho nên mình đừng có sợ là sao không giống màu. Không nha, Ngọc đảm bảo là màu sơn giống giấy tờ xe cho mình. Với lại thêm một khoản nữa là Ngọc sẽ hỗ trợ bảo hành màu sơn trong vòng 1 năm. Đi bông chốc là men ra xong lại không tính tiền. Máy móc là sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 cây nha. Rồi đây là Ngọc có màu tím này nè. Tím này mình hay gọi là tím gà hoặc là tím mộng mơ cũng được ha. Rồi, hai em Sonic. Sonic này hiện tại là Ngọc đang bán với giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có 52 triệu đồng thôi. Mua gốc mình chỉ cần trả trước cho Ngọc khoảng 6 đến 7 triệu là được. Nếu có khả năng mình trả luôn tầm khoảng 25 triệu là được lấy cả bài gốc nha, lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn. Còn em Sachia này hiện tại là 53 triệu là đối với phiên bản tư nhân. Mình lấy phiên bản chính hãng chỉ có 50 triệu rưỡi thôi nha. Rồi ở đây là Ngọc có Sachia tím tinh Titan nè. Cái bản Titan này bán rất là chạy. Hầu như trong thời gian vừa qua Ngọc thấy có rất là nhiều khách đam mê cái em này, màu tím tinh Titan. Kể cả dòng Sonic và dòng Edge cũng bán rất là chạy đối với cái màu này luôn. Màu này rất là đẹp nha cả nhà, chứa được 3 màu luôn, màu tím, màu xanh và ánh hồng, rất là đẹp luôn ha. Rồi ở đây Ngọc có thêm Sonic màu cam. Sonic màu cam này cũng khá là hot luôn. Em này hiện tại cũng là 52 triệu. Rồi có thêm màu này nữa. Màu này là màu Ngọc hay gọi là màu vàng cát, hoặc là các bạn có thể gọi là nâu đen hoặc xám đen đều được. Bánh mâm màu đỏ nhìn cực kỳ nổi luôn ở với em này luôn. Rồi tiếp theo là Ngọc có Sonic xanh xi măng. Bản xanh xi măng này cũng rất là nổi, rất là hot. Ở đây Ngọc có hỗ trợ độ thêm 7 tên. Cái khoản này là mình tính tiền thêm giúp Ngọc. Và giá xe Ngọc báo trên này là chưa bao gồm phí lăn bánh nha cả nhà nha. Cửa hàng của Ngọc nằm ở Bến Cát, Bình Dương, nằm trên DT741, hướng đi về Đồng Xoài, Bình Phước, Cổng Xanh và Phú Giáo. Nếu các bạn ở xa có thể chạy tới khu du lịch Đại Nam, alo Ngọc mình rút nha. Ở đây là Ngọc có em Sachia chính hãng phiên bản zin. Em này hiện tại là giá cực kỳ tốt luôn cả nhà, chỉ có 48 triệu 500 ngàn thôi. Đây là phiên bản zin nhà máy luôn, không sơn không độ tem luôn. Bạn nào đam mê cái mẫu này thì mình có thể liên hệ Ngọc để Ngọc hỗ trợ thêm ha. Rồi đây là Ngọc có Sachia màu xanh biển, màu này cũng tương đối đẹp mắt luôn, cũng bán khá là chạy luôn. Thêm một em nữa, em này cũng là em Sachia zin nhà máy luôn. Tem rất là đẹp nè cả nhà, mình cùng quan sát cái phần tem nha. Tem em này khá là đẹp á, tại vì mẫu này là mẫu mới về, bên Ngọc vừa mới nhập về luôn. Màu đen nhiều hơn màu đỏ, cái này là nếu mà bạn nào mà thích cái mẫu này, thích màu đen nhiều hơn màu đỏ thì mình có thể tham khảo em này. Bánh mâm màu đỏ là zin nhà máy nhập về luôn. Ở đây Ngọc có hỗ trợ độ thêm chống đổ nè, ba ga và chống đổ trước nữa. Những khoản này mình tính tiền thêm giúp Ngọc nha cả nhà nha. Rồi các bạn vô đây mình giới thiệu thêm một số màu nữa nè. Đây đi, đây là Ngọc có màu này. Màu này là Sonic màu đen nhám. Em này là rẻ nhất trong phiên bản Sonic luôn. Em này hiện tại là chỉ có 50 triệu đồng thôi đối với em Sonic này nha. Rồi ở trong này, trong này là Ngọc có Sachia màu đỏ nhám nè cả nhà. Cái này cũng là bản zin luôn. Đây, đỏ nhám với lại xanh GB. Có thêm một em màu hồng. Xe chim màu hồng, phiên bản là phiên bản tư nhân. Cái đó thì Ngọc thấy là có mấy bạn nữ hay thích những cái màu hồng đó thì mình có thể tham khảo em đó nha. Ngoài ra thì bên Ngọc còn rất là nhiều màu khác nữa, tha hồ cho cả nhà mình lựa chọn luôn. Lên cửa hàng nhớ là gọi trước cho Ngọc để được giảm 1 triệu nè. 0933 164446.